Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Thì hôm nay tôi là kỹ sư hiện trường của công ty thiết kế nhà đẹp Green, đang có mặt tại chân công trình nhà anh Hùng ở phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Thì công trình nhà anh thì được thiết kế là nhà 3 tầng, nhà phố 3 tầng với chiều dài, với diện tích xây dựng là 5 x 16 m. Thì hiện tại tôi đang đứng ở dưới chân công trình. Thì công trình nhà anh thì được thiết kế là 3 tầng mà sau này anh thì có tương lai thì lên 1 tầng nữa thành 4 tầng. Thì hiện tại bây giờ công ty tôi thì đang thiết kế cho anh là về phần móng, lên phương án móng là móng cọc khoan nhồi với đường kính là D400, được bố trí là 6 cây phi 16. Thì hiện tại thì tôi đang đứng ở đây thì là đội thi công cọc khoan nhồi đang khoan cho nhà anh. Thì nhà anh người khoan được khoảng 3 cọc rồi. Thì chiều sâu của cọc hiện tại bây giờ khoan hiện tại bây giờ đang là 4,5 m, có cọc lên 4,9 m. Đấy, thì cái làn địa chất ở đây thì bây giờ hiện tại bây giờ đang là tương đồng nhau. Nó có đến 4,5 m là đã đến lớp đá rồi. Đấy. Tại các quý vị cùng xem quá trình cọc khoan nhồi của chỗ nhà anh. Với đường kính D400 này chúng tôi thiết kế là 6 cây phi 16 và đai quấn là phi 8. Đấy. Đây là quá trình đang khoan nhồi. Và một số lưu ý khi khoan xong cọc thì chúng ta nên vét lắng mà thổi rửa ống này cho được, cho bên trong cọc thì là được sạch sẽ, sau đó chúng ta sẽ mới đổ bê tông vét lắng. Kịch rồi anh. Cái này bọn anh có khoan bắn đồ đá không? Bắn đồ đá không? Mà đá. Bắn đồ đá rồi. Không khoan bây giờ. Bắn đồ đá rồi. Hiện tại bây giờ cọc khoan đến lần lớp đá rồi. Các anh đang dừng lại và chờ đội thi công ở bên trên thì buộc sắt, sau đó sẽ đưa lồng sắt xuống và sau đó sẽ đổ bê tông. Đấy, toàn bộ này là quá trình cọc khoan nhồi của chỗ nhà anh Hùng ở phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Cảm ơn quý vị và khán giả đã theo dõi kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Thì đây là toàn bộ là quá trình đã theo dõi quá trình thi công cọc khoan nhồi của chỗ nhà anh Hùng ở chỗ phường Phương Đông, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Và xin hẹn gặp lại các quý vị khán giả trong các video tiếp theo.